Dạ vâng, cửa hàng Đông Công Huy Hòa xin kính chào toàn thể các em quý vị các bác nhé. Địa chỉ cửa hàng tại thôn 8 xã Đắk Bút So, huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông, số điện thoại 0354392929. Vâng, thì hôm nay thì cửa hàng chúng em lên cho các bác xem một cây cưa xích MS021 các bác nhé. Đó, một cây cưa xích hàng Estin chuẩn bãi Đức rin nguyên bản 100%, hàng chưa bung biếc máy móc gì cả luôn, đảm cho các bác zin từ A tới Z. Đó, con này đây, chuẩn Made in Germany này. Đó, máy móc zin từ A tới Z. Đẹp không ạ? Cái này phần này là nó hơi bị bẩn các bác nhé. Đó, đây. Cậy thì nó ra thôi. Đó, nó hơi bị bẩn một tí xíu thôi. Còn về tổng thể của cây máy móc con này thì nói chung là em thấy là đẹp các bác. Bù nó này chưa có hề vết han gì luôn nha các bác nhé. Đó, cây lam, lam của nó con này thì được 30 phân thôi, làm zin theo máy Made in Germany nhá. Đây các bác nhìn nào, Made in Germany này, được lam của nó thì được 30 phân thôi. Các nào bác nào mà muốn lên lam dài hơn thì phụ cho em thêm một xíu tiền nữa thì em sẽ lên cho các bác một cây lam dài để cho các bác về sử dụng. Đó, các bác nào ưng ý hoặc muốn tham khảo thêm thì có thể nhấc máy lên và liên hệ trực tiếp qua em là số điện thoại 0354392929, hoặc là kết bạn qua Zalo cho em. Zalo của em thì cũng xài số đó luôn. Đó, các bác kết bạn Zalo nha để tham khảo cũng như để đặt hàng các bác nhá. Đó, thằng xích còn xài ok luôn các bác nhá. Đó, các bác kết bạn qua Zalo cho em để đặt hàng. Hàng thì bên em thì nhận ship toàn quốc các bác nhá, các bác ở đâu thì em cũng có thể ship code được hết, ship từ Nam tới Tây Bắc. Nên là nhiều các bác hỏi em là bên em có ship không thì bên em nhận ship mà các bác. Đó, nhận ship toàn quốc nên là các bác chỉ cần nhấc máy lên mà liên hệ qua em, để lại địa chỉ số điện thoại với tên thì em sẽ gửi hàng cho các bác. Con này tích hợp phần hai ốc lam các bác nhé, hai ốc lam luôn, vặn rất là chắc chắn này. Máy móc nói chung là em bao zin cho các bác từ A tới Z. Đó, con này thì nòng 40 ly, rất phù hợp về cho các bác sử dụng gia đình hoặc là khai thác nhẹ nhàng, nóng hơi cứng ngắc nguyên các bác nhé. Đó, cứng ngắc nguyên luôn. Nói chung là kiếm được mấy cái dòng Estin, thật sự Estin bây giờ bên em thì đang rất là hiếm hàng. Đó, dòng Estin mà trên thị trường bây giờ thì đang rất là chuộng, nên là đôi khi lô em về thì Estin thì rất là ít các bác nhé. Có cây nào thì em sẽ quay video để đăng lên cho các bác xem qua đó. Các bác bấm theo dõi kênh của em. Đó, đăng ký kênh là theo dõi kênh của em để theo dõi những video về máy móc của bên em các bác nhé. Có cây Estin nào đẹp, hàng zin chuẩn zin thì em sẽ quay lên cho các bác xem qua. Đó, và cửa hàng bên em thì chuyên cung cấp những dòng sản phẩm máy cưa, máy cắt cỏ zin chính hãng. Đó, không bán những dòng nhái cũng như là dòng mà đã qua sửa chữa hay thay thế linh kiện. Bên em sẽ không có bán các bác nhé, chuyên bán những sản phẩm máy cưa, máy cắt cỏ zin, đảm bảo cho các bác uy tín là chủ yếu. Đó, vâng, thì bây giờ thì em sẽ test nổ cho các bác nghe qua tiếng máy nó sẽ như thế nào các bác nhé. Còn Estin 021 này để cho các bác nghe tiếng máy nó sẽ như thế nào các bác nhé. Dạ vâng, và máy cưa này các bác nghe qua tiếng máy rồi đúng không ạ? Máy móc em đã căn chỉnh với dọn nổ online rồi các bác nhá. Về các bác chỉ được xài và sử dụng thôi. Nói chung là về tổng thể con này thì cực kỳ ngon các bác nhá. Về nội thất. Nội thất của con này thì không hề chê gì đâu. Zin từ A tới Z, nóng hơi thì cứng cáp nguyên. Tiếng máy nổ thì không hề nghe tiếng cọc cạch gì các bác nhá. Đó, ngày hiện tại thì con này em bán với giá là 3.800.000. Giá đã bao gồm phí ship và đều tiền phụ kiện này các bác nhá. Các bác nào ưng ý hoặc chốt con này thì có thể nhấc máy lên và liên hệ trực tiếp của em là số điện thoại 0354392929. Số điện thoại em đã để trên màn hình này các bác nhé. Đó, rồi em chào các bác, hẹn các bác ở video sau.